giá vàng hôm nay ngày 8 tháng 10, chuyên gia dự báo lạc quan về vàng. Mặc dù giá vàng thế giới ghi nhận giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó, tuy nhiên nhiều chuyên gia bày tỏ sự lạc quan về giá vàng trong thời gian tới. Phiên giao dịch ngày hôm nay 8 tháng 10, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp như SJC, Doji, BNG, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải duy trì ổn định ở mức 82 triệu đồng một lượng, không có sự thay đổi so với phiên trước đó. Các ngân hàng thương mại gồm Agribank, Vietinbank, Vietcombank và BIDV giữ nguyên giá chiều bán vàng miếng SJC ở mức 84 triệu đồng một lượng. Với vàng nhẫn, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC giữ giá vàng nhẫn ở mức 82 và 83,3 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng duy trì giá vàng nhẫn ổn định ở mức 82,68 và 83,58 triệu đồng một lượng. Tại các tập đoàn Doji, doanh nghiệp này niêm yết vàng nhẫn ở mức 82,85 và 83,6 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, không thay đổi so với phiên trước. Và theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.645 USD một ounce, giảm 5,93 USD một ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do, vàng thế giới có giá khoảng 81,43 triệu đồng một lượng, chưa bao gồm thuế và phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng quốc tế là 2,56 triệu đồng trên một lượng. Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao Peter Agran của China Metal cho rằng, sức mạnh của đồng USD là lực cản ngắn hạn, ngăn cản giá vàng đạt mức cao kỷ lục mới. Về dài hạn, ông vẫn lạc quan rằng giá vàng kim loại quý này sẽ có khả năng cán mốc 2.700 USD một ounce và trong ngắn hạn 3.000 USD một ounce trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao do lo ngại căng thẳng địa chính trị cùng bất ổn tại cuộc bầu cử Mỹ đang đến gần. Luciano Due, giám đốc đầu tư tại Siba Bullion nhận định rằng vàng sẽ không giảm dưới mức 3.000 USD một ounce trong ngắn hạn và trung hạn cho rằng vàng dưới 2.000 USD là khó xảy ra trong thời gian còn lại của năm 2024. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương toàn cầu, những ngân hàng đã tích cực mua vàng trong giai đoạn 2022-2023 đang trên đà giảm tốc độ mua vào năm 2024 so với năm 2023. Tuy nhiên, vẫn giữ ở mức cao hơn mức trước năm 2022. Các nhà phân tích cho rằng xu hướng chung là lãi suất toàn cầu giảm bất chấp sự điều chỉnh lại quỹ đạo của lãi suất tại Mỹ, giúp vàng duy trì sức hấp dẫn như một tài sản trên bục đầu tư. Vừa rồi là những chia sẻ mới nhất trong bản tin giá vàng ngày 8 tháng 10.